một vụ án mạng kinh hoàng khác cũng xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk khiến người dân không khỏi khiếp sợ. Do ghen tuông, người chồng đã không giữ được bình tĩnh rồi thẳng tay sát hại tình địch ngay tại hiện trường bắt quả tang trong đêm. Nhờ đâu mà hung thủ biết được địa điểm này, toàn bộ diễn biến của vụ việc sẽ có ngay sau đây. Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 21 tháng 2, khi phát hiện chồng mình là anh Hồ Văn Mờ, 35 tuổi, chú ở xã Ea Quê, -E, chở chị Trần Thị Hằng, vợ của Phan Trọng Hùng, 27 tuổi, chú ở xã Ea huyện Cư Mờ Ga, về cây xăng ở xã Ea Quê. Chị Nguyễn Thị Hòa, 35 tuổi, đã gọi điện cho Hùng biết sự việc. Lúc này, Hùng xuống dưới bếp lấy hung khí bỏ vào trong người và điều khiển xe máy chạy vào cây xăng nơi vợ Hùng làm việc tại xã Ea Quê, huyện Cư Mờ Ga. Khi gần tới nơi, chị Hòa tiếp tục gọi điện thoại nói với Hùng rằng chồng mình và vợ Hùng vừa về đến cây xăng. Hùng chạy xe vào trong cây xăng thì thấy vợ đang đứng trước cửa. Anh Mờ đang đi vệ sinh bên hông cây xăng Hùng hỏi anh Mờ Anh chở vợ em đi đâu Em nói nhiều lần rồi mà sao anh không nghe Sau đó Hùng dùng tay túm cổ áo anh Mờ Thì bị chị Hoa đứng phía sau ôm lại Anh Mờ dùng hai tay tác động vào mặt Hùng nhiều lần Do bực tức nên Hùng rút hung khí trong túi quần tác động anh Mờ Khiến nạn nhân tử vong sau khi biết tin anh mở tử vong, 2 giờ sáng ngày 22 tháng 2, Hùng đến công an xã à Quê để đầu thú. Theo tìm hiểu, anh M và chị Hòa là vợ chồng đã có ba người con. Thời gian gần đây, Hùng nghi ngờ vợ mình có quan lại với anh M. Hùng đã nói vợ nhiều lần nhưng chị Hằng không nghe dẫn đến sự việc đau lòng trên. Một lần nữa, dư luận chứng kiến một vụ án mạng do ghen tuông mâu thuẫn tỉnh ái. Giả như đôi bên cùng bình tĩnh giải quyết mọi chuyện theo hướng văn minh, đúng quy định của pháp luật thì có lẽ đã không xảy ra kết cục bi thảm như vậy.